xin trân trọng mến chào quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Bây giờ là sáng ngày 28 âm lịch rồi, thưa quý vị và các bạn. Nhạc xuân sập sình muôn nơi rồi, người người nhà nhà đã bắt đầu xong cái công việc cuối năm, dọn dẹp và nghỉ ngơi, chuẩn bị mừng đón một năm mới cận kề. Bình đang đứng tại cái góc này là cái nơi giao nhau giữa đường Phan Bội Châu. Xa xa trước mặt chúng ta là phía sau của trường Quốc học. Còn rẽ về hướng này là đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Bây giờ chúng ta đi ngược lên đường Phan Bội Châu, tức là cái hướng xuôi về Nam. Nếu đi ngược lại thì chúng ta sẽ đi về tới bến thuyền du lịch trên đường Lê Lợi, thành phố Huế. Đường phố những ngày Tết hai bên hoa rực rỡ. Ngoài ra thì nhiều quán bán các cái đồ trang trí Tết và nhiều người cúng tế thắp hương cầu khẩn trời đất cảm ơn ơn trên ban cho một năm đã qua. Được mọi sự cũng có thể như ý và trái ý, nhưng dù sao cũng là một năm đến bây giờ bà con vẫn đạt được một cái gì đó, vẫn đang còn được cái gì đó, và xin cho năm mới tốt đẹp hơn. Chúng ta đang đi qua phía trước chờ bến ngư thuộc phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Trước mặt là cầu bến ngư. Đây là quán cháo trắng, cháo gạo mề thức. Mùa Tết nên chi đi đâu góc chợ nào cũng thấy hoa, thấy quả tươi ngon, đẹp và rực rỡ hẳn như ở cái góc chợ này. Một cái bầu trời đầy hoa và đầy trái cây phục vụ cho trang trí Tết cũng như là mâm cỗ cũng cuối năm. Chúng ta cùng tiếp tục đi băng qua đường Phan Bội Châu. Nếu rẽ phải là qua cầu Bình Ngự đi lên đàng Nam Giao. Đường Phan Bội Châu trước đây là Nam Giao Cửu Lộ. Đây là cái mặt bên chợ Bình Ngự sát với đường Phan Đình Phùng bên cạnh dòng sông An Cửu ngoài kia, thưa các bạn. Một cái đặc điểm nữa là dọc đường chúng ta thấy nhiều cái hàng bánh tét, bánh chưng, nói chung là cả cái hàng phục vụ Tết. Vào thời điểm này chắc chắn là bà con bán nhiều. Trời Huế từ ngày hôm qua hồi đêm mưa cũng khá to, và đến thời điểm này sáng ngày 28 tháng Chạp chúng ta thấy đang đi trên trường như thế này, đang thấy trời mưa lắc rắc chưa tạnh. Mưa như thế này như kiểu là mưa xuân, trời cũng mát, không có cảm giác lạnh, tuy nhiên cũng phải mặc áo ấm. Để cảm giác cái mạc nó dịu hơn. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi lên đường Phan Bội Châu, dốc bến ngư đi qua cái đường ray
chúng ta vừa qua dọc bên ngự thôi, một chút nữa sẽ đến chùa Tự Đàm. Đến đây thì thuộc phường Trường An, thành phố Huế rồi. Trường An là một cái phường nằm ở phía nam thành phố Huế, tức là phía bờ nam của sông Hương, cách sông Hương tầm cỡ 2 đến 3 km. Bên cạnh chúng ta là chùa Tự Đàm. Góc này là đường Phan Bội Châu và Sư Liệu Quán. Sư Liệu Quán chạy ngang phía trước chùa Tự Đàm, đối diện với chùa Tự Đàm. Qua đường Phan Bội Châu là cái khu lưu niệm của Phan Bội Châu. Hiện nay thì tình trạng đường Phan Bội Châu ta thấy cũng đã xong vỉa hè, bỏ vỉa lề đường nghiêm chỉnh, mặt đường cũng láng lầy. Tuy nhiên thì cái vỉa hè chỗ thì rộng, chỗ thì quá hẹp, không có lối để đi luôn, chỉ vừa lọt được một viên gạch thôi. Chùa Tự Vân. Chùa Hải Đức đi vào cái kiệt này 182. Bên trong đó có một cái gọi là hội người mù, có kinh doanh cái dịch vụ massage, vật lý trị liệu, sông hơi, tạo điều kiện công ăn việc làm cho những người khiếm thị. Và Phan Bội Châu là một cái đường đặc biệt, nhiều cái quán công đô nhất ở Huế trước từ nhiều bạn. Cầm đồ từ nhỏ đến to và thậm chí ô tô cũng có quán cầm được. Bà con đã mua hoa, đã trang trí sẵn sàng đón xuân rồi. Về cái tình hình buôn bán Tết của bà con năm nay thì nhiều người than là bán rất là yếu. Như bên còn quay cảnh chợ Trung Hoa thì bà con cũng nói bạn thua các năm trước nhiều, cũng như các cái mặt hàng khác. Cái khu vực này chắc cũng là bà con bán hoa. Đường mặt chúng ta là cái ngã ba giữa Phan Bội Châu và Đào Tấn, rẽ trái là Đào Tấn. Đường lái đường Đào Tấn sẽ được thông qua phía bên này luôn, nối liền với cái đoạn bên đường Điện Biên Phủ, thông ra khu Bầu Vá, kết nối với đường Nguyễn Hoàng, và sẽ có cái cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương.
và hy vọng Huế sẽ làm thông suốt luôn cái đường Đào Tấn đó làm về phía nam, tức là sẽ thông qua cái phường Phước Vĩnh về đấu nối với đường Hùng Vương hoặc là đấu nối vào cái ngoèo Dân Say, có lẽ là một cái tuyến đường phía nam trong tương lai trọng yếu, giải quyết được cái sự thông thoáng, thông hành cái lượng xe cao, giảm tải cho cả cái trục đường như là Hà Nội rồi là Phan Chu Trinh hiện nay rất là đông, nhiều lúc kẹt xe. Đến đoạn này thì còn cách Đăng Nam Giao tầm cỡ hơn 500 mét nữa thôi. Thì chúng ta có cả cái ngã rẽ vào một cái ngôi chợ, đó là chợ Trường An. Tất nhiên là nó thuộc phường Trường An. Đây là đường Trần Anh Tông giao nhau với đường Phan Bội Châu đi vào chợ Trường An, thưa quý vị và các bạn. Chợ Tết cho nên chi hàng hóa cũng khá nhiều, bà con đi chợ cũng đông. Lúc này thì chúng ta thấy trời đang mưa. Mưa như thế này mà đi một đoạn dài thì có lẽ cũng ướt áo. Và vì đó cho nên chỉ cái hình ảnh trên máy quay của bên hồi nãy chứ bị mơ, bị hơi nước. Mong quý vị và các bạn thông cảm. Miệng sao là bên nhiệt tình cập nhật cả cái hình ảnh của Huế. Để gửi quý vị và các bạn chúng ta về thăm. Cho dù bất kỳ cái hoàn cảnh nào, mưa, bão, lụt cũng như là xuân, hè, thu đông, quý vị và các bạn hãy bấm đăng ký, rung chuông để theo dõi các video tải lên, cập nhật về Huế thương. Trời đang mưa càng lúc càng to. Bà con thì đi rất là đông đúc, chật chội. Hoa thì bán luôn cả gần cái làng xe chạy luôn. Chỉ cần vô ý đưa chân là đạp dập hoa của bà con. Mưa hoa Đà Lạt, chuối Huế. Ở cái góc đầu này có một cái nơi thu gom mua đồ ve chai của bà con đi lượm cũng như là đi mua, thường tập trung ở đây. Chiều nay thì bên có hẹn bà con ra đây để nhận các cái phần quà của chị Cúc ở Úc. Hiện nay thì còn 50 phần nữa, bao gồm cả mứt, bánh tét, trà, rồi là tiền. Mỗi phần 200 ngàn. Bên chưa phạt kịp. Bờ Bắc cầu Trường Tiền, Huế sáng 28. Tấp nập vào đông đúc. Ra đường nếu không cẩn thận là dễ đụng xe lắm. Với cái lượng người như thế này thì chỉ mấy người phần lớn là người địa phương. Bên kia đường Trương Dương của Việt Hoàng thì cũng rất là đông luôn. Còn bà con phương xa, đợt này do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên chỉ cũng không về Huế được, mà lượng người đã đông đúc như thế này.
Dạ tao bác. Đây là công viên. Bên cái cạnh đường Trịnh Công Sơn, gần cầu Gia Hội. Ngoài kia là sông Hương. Xa xa kia là cầu Trường Tiền. Trước mặt bên góc sông Đông Ba và sông Hương là chợ Đông Ba. Vâng, kính thưa quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn, chúng ta chắc có lẽ nhận ra trước mặt mình là người nào rồi đúng không? Đây chính là bác Trần Đình Quốc, nguyên là cựu lệnh trước đây. Hiện nay thì bác làm nghề xe đạp thổ. Trong mưa lạnh gió rét của Huế, mình cũng nhiều lần đi ngang chợ Đông Ba, thấy bác đứng một mình ho hen chờ khách gọi xe chở hàng, kiếm đôi ba chục để trang trải cuộc sống, để trả nợ. Và nhiều lần mình cũng giúp quỹ nhà hảo tâm gửi các cái phần quà yêu thương để giúp bác, nhưng mà đến nay bác vẫn còn một số nợ chưa trả hết. Còn bao nhiêu bác? Còn 3 triệu. Còn 3 triệu hả? Dạ. Ồ, dạ được à. Hy vọng tết này trả hết bác ha. Tết này chịu ra, xin rồi, xin ra tết. Xin ra tết ha. Xin chúng cho ra tết. Dạ. Bác đứng này khỏe không? Chờ được không? Dạ, tôi ngày hôm qua em tết tôi đau, tôi mới mua thuốc đấy. Dạ. Dạ, mới mua thuốc, mới uống lần đấy. Dạ. Mới mua thuốc, mới uống lần. Dạ. Dạ. Tôi cũng luyện mua hết mấy? Dạ. Mua thuốc này rẻ lắm, chỉ có 40 ngàn thôi. Dạ. Dạ, 40 ngàn đấy. Dạ. À, thuộc là trị cả chết hả bác? Dạ, ho, cảm, ho cảm. Vì người chữ yếu rồi. Dạ. Rồi hiện nay bác chạy xe một ngày kiếm được bao nhiêu? Khó mua lắm, tết có được khách hơn không? Dạ, một ngày 20-30. 20-30 ngàn thôi hả? Dạ đó, nuôi bản thân mình đủ, chứ đừng nói trả nợ nữa. Dạ. Rồi bác sắm sửa tết sống chưa? Dạ, tết tôi không có gì hết. Ồ, tết có gì hết à? Dạ, tết không có gì hết. Bữa sáng mới xin hồi được đón mình tét rồi. Hồi đi chó mới xin được đón mình tét rồi. Dạ. Dạ, nói thiệt rồi. Hồi đi chó mới xin được đón mình tét. Còn túi trong là tét có ít gạo vì thậu dưới mỏng là được rồi. Dạ. Dạ, không có, con không có gì hết. Bác mong ước một cái tết đơn giản như vậy mà cũng không có luôn. Bởi vì các bạn thấy thảm thương chưa? Rồi thì bác gái răng. Ba năm chỗ, 73 tuổi, 35 chỗ đó. Dạ. Dạ. Lúc xưa nói thiệt ra sinh đẻ rồi 3 ngày là xuống dưới hồ lạc rô muộn rồi. Dạ. Nên là trừ sinh bệnh. Dạ. Mỗi lần lên cơn là... Hồi xưa tức là mới sinh con đó hay? Dạ dạ. Là phải đi làm rồi hả? Dạ. 3 ngày là xuống dưới hồ rồi. Dạ. Dạ. Mỗi lần lên cơn lần trọng mặt. Con cái của bạn cũng hết rồi. Con cái thì bạn muốn ra chứ hết. Dạ. Với là cha mà có thì con có, mà cha mà cực thì con cực theo luôn. Bạn năm nay hình như gần 80 rồi hả? Dạ đúng rồi. 76. Dạ, 76. Bà gái. Ba 73. Dạ. Dạ. Mấy đứa con bác? Tôi năm đứa con mà bây giờ hằng đi lung tung lang thang hết, ở trong nhà tập bằng chảng đi lung tung lang thang hết. Làm nghề chi? Dạ. Đứa thì bán bên cánh, đứa bán tấm hển nữa. Mà vừa đây rồi đây bị tịch thu bán ghế phạt một lần 2,5 triệu. Dạ. Không có phạt mà hằng bỏ luôn. Dạ. Bây giờ ở nhà luôn. Không nộp phạt được mà bỏ luôn. Dạ bỏ luôn. Dạ bây giờ cũng 7-3 ghế đâu. Đơn sơ mà phạt 2,5 triệu. Dạ. Dạ. 2,5 triệu. Dạ. Thì cả về luật quyết định làm răng chứ. Dạ đó rồi. Dạ. Nên phải bỏ thôi. Dạ. Nên chứ đi làm thuế cho họ. Dạ. Dạ. Bây giờ con xin thông báo bác một tin mừng. Dạ. Đó là qua cả cái video con chia sẻ về cái hoàn cảnh của bác á. Dạ. Thì nhà hảo tâm đó là chị Nguyễn Thị Thủy ở Cali. Dạ. Dạ, đã thương bác. Dạ. Gửi về cho bác một món quà để ăn Tết. Dạ. Đồng thời giúp bác giải quyết một phần nợ 3 triệu. Dạ. 3 triệu đồng thì khoảng 250 đô ha. Dạ. Dạ. Thì chị gửi cho bác 100 đô. Dạ. Dạ. Con gửi dạ, cái phần quà của chị Nguyễn Thị Thủy ở Cali bác ha. Dạ, 100 đô. Bác thấy tờ tiền còn mới toán hết đúng không? Dạ, dạ, dạ. Còn có nặng tay không? Quá sướng, biết là quá sướng rồi. Dạ. Về mà
Vì ba đâu ba năm ba thấy chứ ba mừng yeah, rồi. Dạ. Với nhà hảo tâm thứ hai đó là con xin đại diện anh cố cô ở Mỹ. Dạ. Yeah. Yeah. Anh cũng thương bà con rất là nhiều. Dạ. Yeah. Xin gửi tặng bạc thêm 1 triệu đồng để phù giúp bà. Dạ dạ. Em mua tiền bà bà thông cảm cho con. Dạ. Con anh cho tôi gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm. Dạ. Vì hoàn cảnh gia đình tôi quá cực. Dạ, cảm ơn chị Nguyễn Thị Thủy và anh Coco. Dạ, giúp đỡ cho tôi rồi tôi quá của nhớ. Dạ dạ. Nhớ. Dạ. Dạ, tôi ăn những cái hy vọng ấm áp hơn mọi Tết bạn ha. Dạ dạ dạ. Tết Tết mua tôi cực hết. Dạ. Dạ. Con chào bác. Dạ dạ. Chúc bác khỏe. Dạ. Happy New Year. Lunar của bạn luôn. Dạ. Tôi cảm ơn anh nhớ cháu tôi gửi lời thăm các anh các chị, các nhà hảo tâm. Vì hoàn cảnh tôi quá cực mà giúp đỡ như đi là quá mừng rồi. Hy vọng quý nhà hảo tâm thương thêm ha. Dạ dạ dạ. Rồi mình cũng mong quý nhà hảo tâm nếu thấy video thì thương bác, vì hiện nay thì cái số tiền của bác có lẽ là hy vọng nên bác sẽ giải quyết cái số nợ còn lại. Dạ. Còn vài bó đồng thì như bác nói có cái bình chứng về diện mức là được rồi, không cần cái tết cao sang. Không, tôi cầu mong là một chỉ mong bình yên, cái nợ nần là rất là cực. Tôi cầu mong là một thầu cho món thôi, chứ không cầu mong gì hết. Dạ, chúc bác khỏe. Dạ, dạ, dạ. Thôi, xin cảm ơn. Rồi, bà cất tiền, xin cảm ơn. Rồi, em chào anh. Dạ. Anh cùng làm nghề đạp xe, đạp thô hả? Dạ. Đây là xe đạp thô ở chợ Đông Ba của Huế chúng ta, cũng rất nhiều người đi xe đạp thô. Dạ. Dạ. Cho em hỏi tên anh được không? Dạ được. Dạ, anh giới thiệu giúp với. Dạ, em thì tên cũng vậy là Phạm Thiếu. Dạ. Chứ mẹ già khổ quá, mẹ già chưa ăn được chỗ đất mà còn đi mua nữa, chứ không có tiền mà mua. Tức là mẹ của anh răng? Dạ, mẹ già rồi. Chứ anh nuôi mẹ già hả? Dạ, vì anh tan thật được. Anh bị tăng tật nè hả? Dạ. Anh tên Thiên? Dạ. Dạ. Rồi thì có gia đình không anh? Dạ có chứ. À, mẹ cháu? Dạ. Chị làm chi? Dạ cũng làm được, chắc ai kêu chị làm này. Ai kêu chị làm này hả? Thường làm cả chi? Dạ cũng là chúng ta họ, họ kêu chị thì mình làm này thôi. Dạ. Đi chứ em mà có lên trên mạng đến đâu rồi, cái ví rồi. Lấy cái ví đồ cũng có lên rồi. À, ai lên? Dạ, mày cả với họ hào tấm rồi họ tướng. Họ thương, họ có quay hả? Dạ, dạ. Quay lên TV thôi. Cái nhà anh ở Mô? Dạ, trên đường Nguyễn Phúc Nguyễn ạ. Dạ? Ở trên đường Phan Đồng Tính ạ. Và trên lên Mô ạ. Đường lên Chùa Thiên Mô là đường... đường Nguyễn Phúc Nguyễn. Nguyễn Phúc Nguyễn. Dạ. Anh ở số mấy? Dạ, em ra em đứng vào số mà đi vô kỳ kiệt 44. Dạ. Dạ. Rồi mẹ năm nay mấy tuổi rồi anh? Mẹ tầm mấy rồi. À. Mẹ này chúng ta mẹ cục da cả nó mềm. Chắc là đất xa tư. À dạ. Mẹ khỏe không? Khỏe mô, mẹ đau hoài mô. Dạ. Rồi anh mấy người con? Dạ hai. Hai hả? Một ngày rồi anh đạp xích lô được bao nhiêu tiền? À, xin lỗi, đạp xe đạp thô được xe bao nhiêu tiền? Thì này, chúng ta thì ai cho chả có rửa bát ăn thôi chứ có ai đi. Chứ xe đi luộc thơ rồi họ cũng đi. Họ cũng đi, dạ. Yeah. Yeah. Anh chờ hóa chờ lạ giống như Bạc Quốc vừa rồi à? Dạ không. Bạc Quốc vừa rồi thấy thỉnh thoảng là có chờ hóa chờ lạ đó. Khi họ kêu thì anh chờ. Dạ. Yeah. Mà không có thôi. Nên một ngày là anh kiếm khoảng bao nhiêu? Cần... ngày mua nhiều là khoảng 100 ngàn là không thôi. Ngày mua nhiều là khoảng 100 ngàn. Dạ. Rồi là cũng khá hơn Bạc Quốc đó, Bạc Quốc ngày vài 30 ngàn. Dạ. Dạ. Anh năm nay bao nhiêu rồi? Dạ em 54 rồi. Dạ 54 tuổi. Dạ. Tuổi mùi. Dạ. Rồi anh bắt đầu làm từ khi mấy giờ tới mấy giờ? Dạ. Chỉ mới nhiều cái 6-7 giờ tới giờ tối mà về là. 6-7 giờ là mình bắt đầu đạp xe đi rồi. Khoảng mấy giờ mình về nhà? 5 giờ sáng là em đi rồi.
khoảng mấy giờ về? Khoảng 8-9 giờ. Dạ, là về. Dạ. Về nhà chị nấu cơm cho không? Dạ, nấu chứ. Dạ. Rồi con anh học lớp mấy? Dạ, con à. Dạ. Con học mấy vô lớp 1 mấy tháng đó. Dạ, mới vô lớp 1 mấy tháng đó hả? Dạ. Ủa, con muộn rửa hả? Dạ, khổ quá. Rồi là học trường Kim Long? Dạ. Dạ. Anh có số điện thoại không? Dạ. Cái máy em hư rồi. Dạ, rồi hả? Máy hư rồi. Dạ. Dạ. Thôi thì em có cái món quà của anh Hùng chị Hương ở Úc. Dạ. Anh Hùng chị Hương cũng thương tặng nhiều bà con. Dạ. Thì hôm nay biết hoàn cảnh của anh. Dạ. Xin phép đại diện anh Hùng chị Hương gửi tặng anh 1 triệu đồng. Dạ. Để phụ thêm 3 ngày Tết mua sắm dạ. gì đó. Dạ. Cho bà cụ cũng như là cho các cháu ở trong nhà. Dạ. Anh hết. Dạ. Dạ. Em xin gửi anh cái phần quà của anh Hùng chị Hương. Dạ. 1 triệu đồng. Dạ. Anh kiểm tra đủ chưa? Dạ. Dạ đủ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn dạ, anh. Cảm ơn anh Hùng chị Hương thì... anh hết. Dạ. Dạ. Chúc anh được nhiều dạ. nhà hảo tâm thương hơn. Dạ. Dạ. Rồi anh Thiên biết hoàn cảnh của chú đấy hả? Dạ. Dạ. Dạ rồi thế chú quý danh là chứ chú? Dạ em Phạm Văn Mạnh. Phạm Văn Mạnh. Dạ hoàn cảnh răng chú? Dạ hoàn cảnh là bố mẹ chết sớm, anh chị đi hết rồi, con em ở chắc. Dạ giờ ở một mình á? Dạ. Rồi con mua hết? Dạ không có vợ. Không có vợ luôn? Dạ. Rồi mà hàng ngày mình làm chi để tiêu? Dạ đi phục vụ họ rồi, tôi làm chi làm này. Dạ phục vụ họ làm chi anh? Bưng cà phê cái đồ rồi. À một ngày kiếm được khoảng bao nhiêu? Khoảng 30-40 rồi. 30-40 ngàn. Dạ, ngoài ra con làm chi nữa anh? Dạ không, đau ốm rồi làm được. Anh đau chi ạ? Dạ bị phổi. Ồ rồi à, nó này bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ 58. Dạ 58 mà không vợ con gì hết, giờ dạ. ở một mình rồi. Nhà đó là nhà của anh hay là anh ở nhà của ai? Nhà của họ. À họ ta ở đó hả? Dạ ba đã ba mất rồi, bơ chứ họ cho vô ở. Dạ, tạm thôi. Mình ở tạm thôi, họ dạ. cho ở thôi. Dạ. Dạ rồi ha. À, đi về rồi ai nấu cho mà ăn? Dạ không, về có thì mua cơm ăn, vẫn có thì đổ gọi mì cua ăn. À dạ, vậy ha, dạ. Thì anh Thiên, anh cũng biết hoàn cảnh của anh Phạm Hồng Mạnh. Phạm Văn. À, Phạm Văn Mạnh. Dạ. Dạ. À, anh Thiên cũng nói anh Mạnh cũng rất là tội, đi lang thang kiếm sống hàng ngày. Ai nhờ chị làm lặt vặt thì anh làm. À, dạ, thôi thì em cũng có cái phần quà và anh Hùng ở Úc vừa rồi cũng gửi cho anh Thiên một phần quà đó. Giờ chị em cũng xin phép anh Hùng chị Hương cũng gửi tặng anh 1 triệu đồng ha. Dạ. Chúc anh năm mới mọi điều tốt đẹp. Dạ. Phù thêm anh ăn Tết. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Hùng chị Hương anh hế. Dạ. Cảm ơn quý nhà hảo tâm đã thương. Thôi chúc quý anh may mắn hơn. Dạ. Em xin chào. Dạ. Em cũng xin cảm ơn anh Hùng chị Hương đã giúp nhiều bà con rất là nhiều. Cũng như quý bà con khác, chị Thủy, rồi anh Coco, vân vân. Hy vọng nhiều nhà hảo tâm hướng về Huế chia sẻ một cái phần chi đó để giúp bà con. Kể ra cuộc sống của bà con cũng còn rất nhiều người vất vả. Tiện xe máy, tiện còi, tiện người đi trên đường phố như xẻ gió, ào ào, cái không khí rất là nhộn nhịp. Một cái hào khí tưng bừng, đang chuẩn bị chờ đón xuân. Con trâu đã chuẩn bị tiến vào từng ngõ nhà. Từng cái niềm hy vọng mới trong lòng mọi người. Một cái hy vọng năm mới tốt đẹp. Một cái năm mới có cái sự quyết tâm hơn, phấn đấu hơn. Một cái kế hoạch làm ăn, cũng như là xây dựng cuộc sống đầy tràn trề hy vọng. Và mình cũng cầu chúc cho quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn khán giả
luôn mọi điều tốt đẹp, cuộc sống vui tươi, hạnh phúc và chất lượng. Hàng hóa nươm nượp, người đi kẻ đến. Trước mặt chúng ta là một cái hoàn cảnh hai mẹ con hàng ngày vất vả đẩy người con bị khiếm thị đi đây đó để bán vé số kiếm sống. Bác Quân ơi. Hey, răng hai. Lấy cái gì đi bác? À, cái mít cro. Để con nói chuyện cho bà con nghe. Răng vừa đi răng rồi, bán được không? Dạ, làm bạc luôn. Ê lắm à? Tắm này, rồi báo lì xì này. À, hai năm đi mấy tuổi đã hai hả? Dạ, con năm đi 16 á. 16 hả? Vợ chưa? Vừa đi có Lâm Thầy không? Có Tùng Kính không? Dạ, có. Có hả? Dạ. Đi Tùng cho ai? Dạ, tối nào nếu có khuôn thì họ mới đi niệm Phật. À, đi niệm Phật. Dạ, đi niệm Phật mà đi không các bạn ạ. À, được hả? Thì mình đi theo khuôn á. Có đi coi bói không? Dạ không, bữa nay con không đi. Tôi Tùng Kinh được chứ đừng coi bói nữa hết. Bữa chứ mình mù rồi, nghiệp nặng mạng rồi. Kiếm sống có đủ không? Ngay có ngay không hả? Dạ, thất thương làm bạc ơi. Một ngày bạn khoảng bao nhiêu cái về số chứ? Dạ, chứ bạn 20 bạn cho mấy. À, được hả? Không, bữa nay một ngày kiếm khoảng mấy? 50 ngàn thôi, mà đi từ nay. À, được hả? Đi cả ngày như thế này hả? Dạ, hai mẹ con cứ đi lang thang cả ngày đó ha. Sắm Tết chưa? Dạ. Sắm đồ Tết chưa? Dạ, con chưa có tiền của bạc. À, không có tiền của bạc chứ để mà sắm hết à? Dạ. Tội nghiệp hai. Dạ. À, em có phần quà của chị Nguyễn Thị Thủy ở Cali. Dạ. Dạ. À, thấy cái hoàn cảnh của cháu đáng thương. Chú gửi cái phần quà của dạ, thế cho có thì ở Cali nghe. Dạ, cho cái hết là 1.150.000. Dạ. Tương đương với là 50 đô. Dạ, dạ, xin gửi chị dự cho cháu. Dạ, dạ, để phù ăn Tết. Dạ, cô nào đây? Tết, cô nào đây bậc bên? Cô nào đây? À, chị Nguyễn Thị Thủy ở dạ. Cali. Đấy. Dạ. Về cầu kính niệm Phật để cầu cho chị Thủy và gia đình mạnh khỏe. Dạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À. À, rồi, rồi, rồi. Cô mua đây bậc bên. À, rồi, bỏ cái mít xa ra. À. Kính thưa cô mua đây bậc bên. Cô mua đây. Có thể cô Nguyễn Thị Thủy. Kính thưa cô Nguyễn Thị Thủy, hôm nay con rất là có duyên lành khi được bạc Bình quan tâm và giúp đỡ. Kính thưa cô, con rất là xúc động khi được cô gửi tiền về giúp đỡ. Sau cùng con chẳng biết nói gì hơn, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng ngọc hào quang để gia hộ cho gia đình cô thân tâm được vạn sự an lành, các tường như ý. Vâng, như vậy là Bình đã phát xong 50 phần quà của chị Cúc ở Úc gửi cho bà con ăn Tết. Những người hoàn cảnh bao gồm là mứt gần, mứt dừa, trà, rồi là bánh tét. Thì chúng ta thấy ở đây còn cũng tất cả là 50 phần nữa. À, mỗi phần như vậy cộng thêm 200.000. À, tổng cộng qua mà chị Cúc gửi cho bà con là 100 phần. Giờ thì Bình tiếp tục phát cái động này. 50 phần quà còn lại. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Như vậy Bình đang trở lại cái chỗ mà bà con thường tập kết các cái ve chai. Sau một ngày kiếm được, buông được, lượm được.
Đây là một trong những người đang kiểm lại cái thành phẩm của mình. Một lon nữa mình mua lại là bao nhiêu rõ? 200 đồng. Như vậy là 1.000 đồng á, là được 5 lon. Bữa nay rẻ hơn hồi xưa hả? Nhìn xa xa chúng ta thấy rất nhiều cái xe đạp của bà con đang để ngang để dọc tập kết để chuẩn bị vào những cái quà xuân của quý nhà hảo tâm hôm nay. Đây là cả cái xe hành nghề đi buôn của bà con. Ở cái vị trí này cách đang Nam Giao tầm cỡ 1 km. Bên kia là khu chung cư Trường An. Và như chúng ta biết chợ Trường An ở cái vị trí này. Xe để nghiêng để ngả luôn. Đúng là cái chỗ tập kết. Vì rất nhiều cái bao bà con đang đựng các cái đồ phế thải bên trong. Bây giờ là chờ nhập lại để tải sản xuất. Mình không có cái bàn hả hết? Dạ. Dạ. Đủ 20 phần chưa? Bên đang nhờ bà chị người hay vào nhà bên để mua cả cái đồ phế liệu vỏ lon vân vân, thông báo cho 20 người chuyên buôn bán ve chai để nhận cái phần quà hôm nay. Như vậy là 10 mấy người chị? Dạ 16, 16 17 người chị nói đi. Dạ. Đi làm dạ. Em xin thưa các chị như thế này là một nhà hảo tâm chị Cúc ở Úc. Đợt Tết này cũng gửi về 100 phần quà để giúp cho nhiều người thiếu hoàn cảnh có cái niềm vui ăn Tết, chúc mừng năm mới. Dạ. Hôm nay thì các chị tập trung ở đây được 16 người rồi đúng không? Dạ. Mỗi phần quà như vậy là một đòn bánh tét cái quán Bà Thêm. Mày chị biết không? Quán Bà Thêm bánh bánh trứng Nhật Lệ đó. Hàng chính gốc đó dạ. Rồi nửa cân mức gần, nửa cân mức dừa, một làng trà và kèm theo nữa là một phần 200 ngàn ha. Các chị cảm thấy vui không? Đây là bà con buôn bán ve chai thưa quý vị và các bạn của nhà hảo tâm. Dạ. Thay mặt mấy chị em xin cảm ơn cả nhà hảo tâm về cả anh cả chị. Dạ. Hy vọng có qua nữa không? Ở đây có ai hoàn cảnh éo le chứ không? Mình làm nghề ve chai như thế này thì kiếm một ngày khoảng bao nhiêu tiền ó nhỉ? Ngay khoảng được 100, 120. À dạ, còn tầm tầm 100 á ha. Dạ, dạ. May mắn thì khá hơn ha. Dạ, nó cũng điều vất vả ha. Dạ. Có khi được 50. Có khi được 50, có khi ổn á ha. Dạ rồi, bây giờ mời thủ quỹ trao cho các các chị mỗi người một phần quà. Có đó, đầu tiên Phật tiên đó ha. Dạ. Trời Huế hồi sáng thì mưa rồi đến nắng, giờ lại mưa lạnh và gió nữa thưa quý vị và các bạn. Dạ. Hai người, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dạ rồi, bây giờ một người 200, 16 người. Dạ. Dạ rồi, dạ em ơi gửi chị. Cảm thấy vui không ạ? Hy vọng một cái Tết ấm áp. Dạ
luôn tiền thủ quỹ tập thể dục luôn. Đứng lên đứng xuống giống như hít đất luôn. Em cảm ơn chị Cúc. À dạ. Yeah. Chúc chị và bà con năm mới may mắn. Yeah. Cho tràng vỗ tay đi hè. Hoàn trang quá, rộng rãi quá. Dạ, cảm ơn nha. Chị ơi. Chị làm nghề lâu chưa? Dạ. Có cái quà của chị Cúc ở Úc em gửi chị ăn Tết thêm. Dạ. Chúc mừng năm mới luôn. Dạ. Dạ, có một người đi bán vé số trong mưa. Dạ, em chào chị. Mưa đi cũng đi bán à? Bán được mấy cái rồi? Dạ, bán ế. Ế à? Sáng chưa được 50 cái chưa? Được 50 cái rồi, dạ. Em có phần quà của chị Cúc ở Úc. Dạ. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Vui không chị? Dạ, vui. À. Xa xa kia, thủ quỹ vừa phát hiện một người đi lượm rác trong mưa. Hồi sáng thì không lạnh, bây giờ trời trở lạnh, mưa. Ô, đi lượm rác lăn lèo rồi anh. Dạ. Yeah. Anh có vợ có con chứ không? Không có gì hết. À, thì, mê biết anh không? Ở nơi đây hả? Dạ. Tôi gửi cho anh phân qua rồi cả mưa. Dạ. Anh ồn hả? Dạ. Giờ ở với ai? À, dạ. À, một mình thôi, dạ, yeah. Anh ồn, dạ. Dạ rồi, đi cả ướt, chẳng mặc ở mưa mà ướt, trời ơi. Dạ. Dạ. Dạ rồi, chào anh, cảm ơn chị Cúc, dạ. Yeah. À, mặc ở mưa để em đi mua, mặc ở mưa hay? Đi kiếm cho anh cái ở mưa vậy. Một người dắt xích lô cũng cả nha. À, chào bác. Dạ, bác đi xe được không? Cũng tầm tàn mà thôi, chứ bữa nay ra rồi đi mấy sáng nữa. Ngày kiếm bao nhiêu? À, kiếm gần 120 rồi đó. À, dạ được à. À, bây giờ bác gái làm chi? Cháu già rồi, hòm rồi. Con nhiều không? Không, bốn đứa. Dạ, bốn người con. Chà, trời mưa đi vất vả của bác ha. Cực luôn chứ không phải vất vả chứ. Quả cực luôn à, dạ. Dạ thôi con có món quà gửi bác ăn Tết. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Chúc bác khỏe bác ha. Cảm ơn. Bác khách chạy xe ở đây hả? Câu xe không có muối không qua đây. Bác chờ hàng chi? Muối. Muối, dạ, dạ. Xa không? Cầu Thanh Long biết, bên cầu Thanh Long. Dạ, bên cầu Thanh Long chở qua đây. Hồi xưa có đi lệnh đi trạng chứ không? Có hả? Dạ, rồi dạ. Dạ, bà có đi lệnh năm mấy? À, dạ, dạ, dạ. Dạ, bà tên chi? Khoa. Bà Khoa hay đi xe đến chợ bên ngư. Dạ, rồi, dạ, con chào bà. Chúc bà năm mới mạnh khỏe, may mắn. Dạ. Đây có người đang trổ tài trên các cái quả dưa hấu. Anh khác rửa một ngày khoảng mấy trái anh? Tuy. Dạ. Rạch cái một cái này được. Vừa khắc vừa bán. Một trái rửa anh khác là kiếm khoảng bao nhiêu tiền? Nó vừa khắc vừa bán. À, vừa khắc vừa bán. Cái trái dưa thôi. Bây giờ một trái không khắc thì một trái khác là tính giá bao nhiêu?
50 ngàn hả? 30 ngàn. Dạ. Chờ Tết làm mấy nghề đi. Hy vọng là hải ra nhiều tiền. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, gần đàn Nam Giao của hai con đường Phan Bội Châu và Điện Biên Phủ cũng có một cái khu chợ hoa. Không biết quý vị và các bạn đã mua hoa chưa, đã dọn dẹp xong nhà cửa hết chưa? Riêng mình thì mấy ngày nay tập trung vào cái việc đi phát quà giúp cho bà con, cho nên chỉ cả cái công việc ở nhà tạm gác lại. Cũng là một cái niềm vui. Bây giờ còn là vừa đi thăm chợ hoa và chọn một cặp cúc để về trưng Tết cho nó có cái hương hoa, có cái sắc màu Tết. Đây là đường Ngự Bình, phía trước đàn Nam Giao, phía sau lưng đi ngược lại cái đường này là đường Lê Ngô Cát đi lên đồi Vòng Cảnh và lăng vua Tử Đức. Chúng ta thấy hoa con cũng rất là nhiều, mai, cúc, các loại, rồi quất, lưỡi hổ, vân vân. Cúc năm nay bên thầy cây nó thấp, nở cũng nhiều. Luli, mai. Đang Nam Giao thưa quý vị và các bạn. Chầu mai to nhỏ đủ kệ. Chầu cúc cao tầm hơn nửa mét thôi. Hoa cúc năm nay cũng mỏng. Chưa có cái cặp cúc nào mà mình thấy vừa ý, bởi vì cúc vừa thấp, nở nhiều, mọng cánh. Đoạn cuối của chợ hoa cái đường này, đường Ngự Bình, là hoa đào. Rất nhiều cái chậu mai, cùng tại cái chợ hoa gần đàn Nam Giao, rất là đẹp. Vâng, đến đây thì Bình kính YouTube Phiểu Nam ngày nay xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với Bình chúng ta về thăm cập nhật các cái quán cảnh ở Huế ngày 28 tháng Chạp. Đặc biệt Bình xin cảm ơn chị Cúc ở Úc đã gửi nhiều cái phần quà cho bà con, cũng như là các cái phần quà cho Bình, tài trợ giúp cho Bình các cái chi phí để thực hiện cái kết nối tay lớn yêu thương thuyền nguyện, giúp cho một số bà con khó khăn có các cái món quà để ăn Tết. Nhân dịp năm mới đến, xin kính chúc quý anh chị cũng như bà con tất cả mọi người một năm tốt đẹp, như ý, thành công, may mắn, vui khỏe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Không quên gọi về bình luận cũng như là hãy bấm đăng ký để xem các video khác mà kênh YouTube Hiểu Nam ngày nay tiếp tục cập nhật ở đâu đó. Hẹn gặp lại quý vị.